Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em giải bài tập 1 trang 62 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.3, trong đó nguồn điện có xuất điện động E bằng 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1, R bằng R2 bằng 30 ohm, R3 bằng 7,5 ohm. Câu A, tính điện trở tương đương E đầu ngoài của mạch ngoài. Câu B, tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài. Và đây chính là hình 11.3. Quan sát hình 11.3 thì chúng ta thấy ngay đây là một mạch điện kín có chứa nguồn điện E và điện trở trong không đáng kể, cho nên ta coi nó bằng 0. Ở mạch ngoài có 3 điện trở R1, R2 và R3. Thì với cách mắc như này, mới nhìn thì các em có thể thấy rất là khó vì không biết là chúng mắc nối tiếp hay là song song hay là mắc như thế nào. Nhưng để ý kỹ một chút thì chúng ta thấy là đầu thứ nhất của điện trở R1, đầu thứ nhất của điện trở R3 cũng như đầu thứ nhất của điện trở R2 nối chung vào với nhau tại một điểm. Đầu còn lại của R1, đầu còn lại của R3 và đầu còn lại của R2 thì chúng ta có thể chập hai cái điểm này lại với nhau và coi như là chúng cũng chập lại, có nghĩa là cũng đi về một điểm chung. Như vậy chúng ta thấy là hai đầu của các điện trở này nối chung với nhau. Do đó thì ba điện trở R1, R2 và R3 tương đương với việc mắc song song với nhau. Đó là một điều hết sức quan trọng trong cái việc phân tích mạch điện, để từ đó chúng ta có thể tính được điện trở tương đương của đoạn mạch này. Như vậy với phân tích vừa rồi thì chúng ta có thể vẽ lại sơ đồ mạch điện. Đây chính là sơ đồ mạch điện tương đương mà cô đã vẽ lại. Vì R1, R2 và R3 song song với nhau, nên khi mà chúng ta vẽ như này thì chúng ta thấy ngay được sự song song của các điện trở đã cho ở trong sơ đồ 11.3. Và khi mà vẽ được cái sơ đồ tương đương tường minh như thế này thì chúng ta tính cái điện trở tương đương của mạch rất là đơn giản. Thứ nhất, ý A thì chúng ta sẽ trình bày như sau. Vì điện trở R1 song song điện trở R2 song song điện trở R3 lên điện trở tương đương của mạch. Sẽ là 1 trên R tương đương, tức là điện trở mạch ngoài sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng 1 trên R3. Thay các giá trị đề bài đã cho vào và tính, nó sẽ bằng 1 trên 30 cộng 1 trên 30 cộng 1 trên 7,5. Các em có thể dùng ngay máy tính để bấm thì chúng ta sẽ ra kết quả ở đây bằng 0,2. Từ đó thì chúng ta suy ra giá trị điện trở tương đương ở mạch ngoài RL sẽ bằng 1 chia 0,2 và bằng 5. Đơn vị của điện trở là ohm. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu A là tính điện trở tương đương của mạch ngoài. Sang câu B, tính giá trị cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Để tính được cường độ dòng điện qua mỗi điện trở thì chúng ta cần phải biết hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. Mà trong trường hợp này các em lưu ý là vì nguồn điện có điện trở trong bằng 0, do đó chúng ta có thể suy ngay ra theo định luật ohm là hiệu điện thế hai đầu mạch khi này bằng đúng xuất điện động của nguồn. Cụ thể chúng ta có thể ký hiệu đây là điểm trung A, còn đây là điểm trung B. Thì UAB ở đây chính là hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở ở mạch ngoài. Vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ là đi tính giá trị của UAB. Ta có UAB khi này sẽ bằng E trừ đi I nhân với điện trở trong. Vì điện trở trong bằng 0, do đó khi này UAB bằng đúng E và bằng 6V. Biết được giá trị UAB hai đầu mỗi điện trở rồi thì chúng ta tính cường độ dòng điện qua từng điện trở rất là dễ dàng bằng cách là áp dụng định luật ohm cho đoạn mạch. Ta có là I1 ở đây thì bằng UAB chia cho R1. Vậy thì bằng 6 chia cho 30. Kết quả ở đây bằng 0,2 ampe. Tương tự đối với điện trở R2 thì ta có là I2 bằng UAB
chia cho R2 cũng bằng 6/30 và bằng 0,2 Ampe. Với điện trở R3 thì I3 sẽ bằng UAB chia cho R3 ở đây và bằng 6 chia cho 7,5. Vậy thì kết quả ở đây ra là 0,8 Ampe. Rồi, như vậy là chúng ta đã xác định được giá trị cường độ dòng điện qua từng điện trở trong sơ đồ.